chính thức chỉnh sửa Biron phiên bản mới. Đúng như dự đoán của Triumph Game, đội ngũ chỉnh sửa quyết định buff cho Biron để sự kiện hợp tác liên quân X Jujutsu Kaisen thành công nhất có thể. Cụ thể, Biron được tăng giáp theo cấp độ, chiêu 2 được giảm hồi chiêu tối ưu và chiêu cuối tăng giáp ảo lên rất nhiều. Và 29 tháng 10 là thời điểm Biron nâng cấp sức mạnh tại máy chủ mặt trời ở đợt cập nhật bổ sung lần 1 phiên bản sinh nhật Linh Quân 8 tuổi. Động thái hiệu chỉnh này quá quen thuộc đúng không? Còn theo trình tự là tăng rồi sẽ giảm khi bán xong trang phục thì chảm game nghĩ chắc là không đâu. Vì Biron ở thì đam đầu game khá là tốt, sóc đam ổn, thế nhưng còn rất nhiều điểm dễ bị khai thác và khắc chế. Anh em đánh giá sao về cú búp này? Và anh em hãy sắm trang phục của Yuji chứ? Hãy comment chia sẻ trên video nhé. Làm tí QA trước các bạn nhá. Em chơi Biza ở dạng đầu game, làm sao để hòa kèo Biron ạ? Nó giáp, nó dày, nó lên đôi cái giày kiên cường nữa, thành ra em không xúc đam được. Dù là mang bộc phá mà nó combo em lại ngon của tỏi luôn. Phải làm sao đây? Một bạn than khổ về vấn đề là làm sao đi kèo con Biron khi mà cầm Biza đúng không ạ? Anh em cứ núp bụi combo thôi, nếu đánh không lại đấy à? Chiêu cuối chạy, đầu game anh em nhá, farm xong bật chiêu cuối đi gank các vị trí khác, tìm mạng cho ra Biza luôn được không ạ? Đấy, các bạn cứ chơi kiểu đấy thì con Biron nó chạy bộ, đỡ sao được ạ? Kể cả nó có dịch chuyển nhá, thì làm sao ăn được bạn? Bạn có khả năng cơ động cơ mà đúng không ạ? Bạn có thể gank khắp bản đồ cơ mà, bạn có thể chở người cơ mà. Mình đánh không lại mình gọi người lên nhá. Cái vấn đề là vấn đề kỹ năng đó. Edgeham hỏi là chơi Nagrod mà team bên mình bị ép quá, có nên lên giày tiếp theo? À, có tức là có nên lên đôi giày để mà có thể là đào gank cơ động hay là theo cái lối full dam không giày? Với trảm game đơn giản thôi, cứ vậy mà chơi là full dam bạn nhé. Ôi, hình như là thằng Zena nó bị à? Mấy cái con Biron khác nó oánh hay sao anh em ạ? Nó u đầu hay sao ấy? Thì nó sợ, nó không dám rỉa với Biron này. Ừ thì con Biron ở đoạn đầu game mà đi đường rất là khỏe, nhưng mà anh em cấu rỉa được mà đúng không ạ? Cấu rỉa được cái sợ gì? Ôi, đổi dạng đúng lúc là vẫn farm được thoải mái. Nói chung là anh em ấy thì chơi năng đốt cứ đẩy lẻ đi, farm thật nhiều vàng vào. Đa số thôi nhá, đa số trường hợp mà team bị thọt thì năng đốt ít khi thọt lắm nếu anh em đánh chuẩn từ đầu. Anh em tiền như vậy đi. Chúc em ngày tốt lành các bạn. Em muốn trở thành Cham Laurel thì nên mua skin nào ạ? Cái này là vấn đề kỹ năng chứ không phải là skin nhá bạn nhá. Em có thể gợi ý cho em một số tài khoản được không ạ? Khách hàng tiềm năng đây đúng không? Nói chung là có điều kiện để làm quả lau thứ nguyên nhá, còn không thì miêu ảnh cũng được, còn không thì mình làm một quả tinh vân sứ bậc 2S cũng được các bạn nhé. Nói chung ấy, các bộ trang phục anh em thích gì là tạp hóa ở TNG đa phần đều có hết. Những cái vấn đề là yêu cầu của bạn ra sao. Vậy nên để đáp ứng cái yêu cầu đó, Trảm Game đã tạo ra fanpage Trảm Game TNG. Chính Trảm Game sẽ tìm ạc cho bạn, được không ạ? Anh em chỉ cần đưa ra yêu cầu thôi, giống bạn vừa rồi nè. Em muốn là Cham Laurel thì em có thể giới thiệu cho em một vài tài khoản về Laurel được không? Có chứ bạn ơi, TNG có thể là gửi cho anh em những cái arc deck skin của Laurel, hoặc là arc nhiều skin của Laurel, hoặc là arc có Laurel 3S, hoặc là arc có nhiều thứ hay ho và thú vị khác, tùy theo nhu cầu của anh em, được không ạ? Còn nếu bạn không thích nhá, các bạn thích tự tìm nhá, lên ngay tạp hóa tng.com bạn nhé. Link TNG để ở phần bình luận có ghim nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Nhiều ủng hộ TNG nhá. Trời ơi, bụp nè. Thấp máu các bạn ơi, có năng lượng. TNC sẽ gọi là năng lượng chứ không phải là nội năng các bạn nhé. Đấy, năng lượng lên là quẩy ngay. Riêng cái con Biron này anh em phải nhớ, năng lượng là tất cả. Và quan trọng là cái cú đập chiêu 2 của anh em nhé, vô cùng quan trọng. Sắp tới được gia tăng thêm cái lượng giáp. Trời ơi, giáp ảo dày sướng các bạn ạ. Đúng không? Rồi là cái chiêu 2 được giảm một chút hồi chiêu, thế rất là tuyệt vời rồi. TNC bảo rồi, muốn ganh hay là làm gì đấy ạ, đầu tiên là phải có năng lượng, và thứ hai là phải có chiêu 2 để mà khống chế đứng lại đấy. BTS bây giờ đi top có ổn không ạ? Ổn bạn nhá, nhưng phải tùy kèo. Ví dụ anh em đi ấy, bọn VTS, bọn Skirt cũng rất là ok đúng không ạ? Đó cũng là những cái kèo rất là tiềm năng cho bạn và một số vị tướng khác. Đương nhiên là còn phải xem kỹ năng của anh em ra sao nữa, chứ đánh VTS mà lại toàn hụt chiêu 1 với trả chiêu 2 thì không kích nội tại thì cũng rất là dở hơi các bạn nhá. Nói chung ấy, VTS là vị tướng yêu cầu sự tỉ mỉ từ anh em, đánh chậm thôi nhá. Đánh chậm nhưng mà ăn chắc là được. Riêng con Biron này anh em cứ nạp thở nhiều năng lượng vào, thằng nào vào là oánh ngay. Trời ơi, oánh luôn ạ. Riêng ngay con Biron này chỉ cần có 1-2 đồ dọa đầu thôi ạ. Gặp bất kỳ thằng nào vào một nhá, không phải sợ, trừ một số thằng cứ kiểu là lo ra thì anh em phải đánh chậm và chắc hộ TNG nhá. Hoặc là những vị tướng nó có dọa đầu game đánh lực quá, đấy, đánh chậm thôi. Còn về vấn đề giày cho Biron thì anh em cứ tùy biến đi. Giờ 3 phút đổi giày một lần mà, giống Trảm Game này, Trảm Game giờ lên cái đôi giày hồi chiêu sớm để spam cho vui một chút đúng không ạ? Chiêu 1, chiêu 2 nhiều hơn, đúng không? Đấy, bởi vì sao ạ? TNG cầm ma chú mà. Uầy, vào là va ngay. Đó chính là một cái phù hiệu, một cái lối trang bị, nó sẽ có điểm hay riêng của nó bạn nhá.
Cho em hỏi là rương gì khắc chế Sinit? Tướng gì khắc chế Sinit vậy ạ? Lâu lâu gặp mấy ông bé Sinit đánh ghê quá, nó đè cho nán thở luôn ạ. Sinit là bài đánh tốt các bạn nhá, nhưng mà muốn ăn được nó ấy, thứ nhất là bọn sốc đam nhịp như là bọn Ngộ Không Vina, hoặc là bọn cấu đỉa từ xa nhà Zue Murat Iggy. Như anh em sẽ bảo là sốc đam mà nhịp vào nó có spam chứ cuối thì khó quá thôi. Ừ biết là khó, nhưng mà thà khó như vậy để bạn tạo bất ngờ sốc đam nó, còn hơn là anh em chơi những vị tướng kiểu dạng là không có đam sốc. Tướng nào mà không có đam sốc mà gặp Sinit nhá, nó bòn từ đầy thanh máu xuống bay màu luôn. Thực sự ấy, con Sinit nó khốn nạn và nó khó chịu lắm. Các bạn đừng có đùa với nó. Chẳng qua là đấy là vị tướng phải ôm rừng, phải farm, có đồ thì mới chơi được các bạn nhá. Con Sinit đấy, các bạn xem giải trong thấy rồi đúng không? Đặc biệt là giải Thái thì Sinit được chơi rất là nhiều. Hoặc là giải Việt nhà mình cũng có được chơi mà, anh em xem chắc biết rồi. Chắc là TNG không phải nêu những cái ví dụ qua thêm đúng không? Con Biron này thì tăng sức mạnh như TNG nói, TNG không bất ngờ bởi vì TNG đã từng làm clip đó chính là liệu đúng không ạ? Đội ngũ phát triển có tăng sức mạnh với cho Biron hay không? Thì đúng là tăng thật. Chú Ad ngày mới tốt lành nhá. Ad cho em hỏi là Kera có hơn kèo Biron không? Chị em chơi Kera gặp Biron mà vẫn bị cấu cho nửa máu, mặc dù con Biron nó phế fit 4 năm mạng rồi. Không biết là do chất tướng hay là do kỹ năng hả Ad ơi? Nói bạn đừng buồn nhá, do kỹ năng đấy. Đầu tiên ấy, Kera ăn được Biron, cứ combo xong chiếc cuối đi xuyên tường và dùng chiếc hai chuẩn vào, anh em sẽ không bị Biron đánh lại đâu, hoặc là bật chiếc cuối trước cũng được. Căn cắt cho đẹp để mà combo cho xịn nhá. Ok, lưu ý dùng chiếc hai nhớ thả nút di chuyển ra để có cái trạng thái là không bị chọn được mục tiêu nó lâu nhất có thể. Ok chưa? Đấy, một số kèo là anh em phải nhớ như thế. Ví dụ như là kèo Floor Biron, Biron ăn được không? Cấp 2 đấy ạ, cấp 2 của con Floor thì nó đang rất là khó chịu rồi, nhưng mà cấp 4 của con Floor đấy ạ thì Biron càng nhức óc hơn đấy. Nói chung là còn phải tùy kèo, không phải là kèo nào anh em cũng đòi đánh trên đầu trên cổ người ta đâu, như thế không hay các bạn nhé. Rất là nhiều bài học ở trong giải đấu các bạn biết rồi đấy. Đúng ạ, nhưng mà tiện đây trong video này TNG cũng chúc mừng SVP, họ tiếp tục là đương kim vô địch của giải đấu triển vọng mùa đông 2024 và OneStar lại tiếp tục về nhì. Nhưng mà tính ra đấy ạ, OneStar về nhì họ cũng là một thành công đấy các bạn ơi, lúc đầu cũng chẳng có ai nghĩ là họ sẽ vào trong đâu đúng không ạ, tại vì TTT này rồi là FPT Frat họ có phong độ quá tuyệt vời. Ed ơi, cái đắc chơi tốt không? Em thấy nó ngon, đi rừng khỏe, cơ động mà sao lại ít người chơi vậy ta? TNG thấy ổn mà, chẳng qua con kế nắc đấy ạ, nếu anh em mà lại đánh nhây kia thì cuối quá thì đánh hơi khó luôn ạ. Hoặc là đối thủ mà bảo kê căng quá thì hơi là mệt cho anh em. Còn đây vấn đề là gặp tanh hay gặp máu giấy thì với kế nắc thì nó chúng sinh bình đẳng nữa bạn nhé. Còn đây vấn đề là ít người chơi đó ạ. Thì anh em biết đó, ở giải đấu cũng vậy thôi ạ, nhiều vị tướng rất là hot ở giải đấu, nhưng mà ra rank Việt mình đấy ạ thì có chơi mấy đâu, nên vấn đề đó thì anh em bỏ qua nhá, hợp với bạn là được. Đầy đủ năng lượng rồi nào, đang lựa lựa đối tượng các bạn ơi. Đấy đấy, kiếm con máu mỏng các bạn nhá. Ví dụ như thằng theo nát chẳng hạn. Ê yo, trời ơi, mình lại đập trúng cái thằng Idomia chứ. Phi 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 phi. Nếu mà cái pha vừa rồi thằng bị choáng là con theo nát thì chắc chắn là lụm hai rồi các bạn ơi. Idomia sao chạy được đúng không? Sốc đàm quá ghê. Nói chung là trước khi đi ganh thì anh em hãy cố gắng tối ưu năng lượng. Còn không được thì thôi đúng không? Nếu được thì hãy cố gắng phun năng lượng vào. Để tạo ra đầu tiên ấy là lớp sát ảo nó đã khác biệt rồi. Thứ hai sát thương đúng không? Thứ ba là khống chế. Nó quá nhiều sự thay đổi luôn khi anh em đầy đủ năng lượng. Chơi con Biron này thì anh em cố gắng end game sớm thôi. Nhờ trận đấu này của team mình đi, thì có Van Hên này, Turen này, rồi là Biron, không end game sớm mà toang đi các bạn. Đừng có đùa với bọn nó bạn nhé. Chết giờ đấy. Bọn mình đang có lợi thế vậy nên là siêu ép luôn. Cứ ép từng trụ một. Đấy, khống chế khó chịu chưa? Rất là nhiều anh em xem giải comment rất là buồn cười nhá. Bảo là đấy, cứ team nào pick Toro là thua. Ôi ôi, mình không hiểu các bạn nghĩ cái gì luôn ấy. Các bạn nên làm tuyển thủ hoặc là huấn luyện viên đấy nhá. Tự vậy. Anh em công nhận không? Phút thứ 10 nè. Có gì thì phải anh em phải xài hết đi. Có mục tiêu là phải ăn hết. Đổi giày các bạn ơi, bọn nó bây giờ khống chế khó chịu hơn lắm rồi. Skirt lên sách thánh ngon không ạ? Tại em thấy nó có nội tại là 1.400 máu. Nói chung là nhìn cái số lượng máu này thì ai cũng thích các bạn, ai cũng thích luôn và ai cũng khoái. Nhưng mà lên sách thánh nó thì nhiều máu thật đấy, nhưng nó lại thiếu giáp. Với lại sách thánh đắt quá các bạn ơi, so với cái món tanh khác. Thôi để anh em chơi món tanh khác đi các bạn nhé. Mình vừa oẳng một cái thôi, đồng đội lao ra oánh ghê quá, không cần mình luôn các bạn ơi. 4-5 luôn ạ.
nhưng phải công nhận là con Malok nó dần dần nó chén đau ấy các bạn ơi. Con Illumia nó không chế đúng không, mình không tiếp cận được, mình không chả chạy được. Sau đây là con Malok nó cứ chén chưa một, trời ơi đau luôn ạ. Đó có phải tự nhiên mà Biron mà ở đoạn về sau đấy ạ, gặp Hayate là gặp Floyd đúng kiểu là khóc luôn. Quá khó để chơi. Tầm này là làm sao để thủ đây các bạn. Tầm này là các bạn đừng có lao ra vội nhá. Anh em phải căn cái thời gian của đồng minh của mình là bao nhiêu giây ra. Thằng Tolen thì bị ra này, thằng kia được 10 giây. Giống cái trận hôm qua giữa Rui và Fit đấy anh em. Bộ đôi kho cá đã thủ thành công trước Manta đấy. Đấy, phải nhìn nè. Các bạn thấy không? Đấy, team mình chỉ bị ra rồi nhá. Đó, vài giây thôi. Giờ là lúc lao ra nè các bạn. Đấy, cái thời điểm mà lính nó vào gần cái trụ mình ấy là cái thời điểm mà mình có thể bùng nổ sức mạnh được. Nhưng mà đấy là do team mình có nhiều đam các bạn nhá. Chứ team mình mà không có đam ấy, các bạn đừng có trong tiến gần quá. Tiến gần quá là toang luôn ấy. Chẳng qua thứ nhất ấy, bọn nó mau xấy. Đấy. Thứ hai là mình tự tin với cái chất tướng này, với cái lượng đồ mình đang có. Thế là sốc đam luôn ngay. Lật kèo các bạn nhá. Và đó chính là Biron. Và thông báo chỉnh sửa cập nhật vào sáng mai ngày 29 tháng 10. Tức là sáng mai các bạn dậy một cái đấy ạ, khoảng 7 giờ thì người ta đã biết xong rồi. Các bạn đã thể áp dụng ở trong cái phiên bản cập nhật bổ sung lần 1 mùa N4 2024 các bạn nhá. Đừng quên đặt câu hỏi QA dưới video để giao lưu với TNG ở video lần sau.